Hello em mày, mến chào các bạn. Hôm nay là em mày chia sẻ với các bạn hai mì giả thiết là màu đen nè. Đây là một món em mày giả rồi. Bây giờ tôi ngó bên đây nha. Cái màu hồng thì em mày đã sơn xong rồi, em mày hơi khô rồi. Bây giờ em mày sẽ giả cái màu đen nè. Màu đen này màu đen keo nha các bạn. Em mày chỉ đi một nước một màu đen thôi. Các bạn thấy em mày bắt cái lần chuẩn trước rồi em mày mới đi lên màu đen. Cái màu đen của em mày lựa đen rất là quyện nên em mày chỉ sơn một nước thôi. Đó, bạn coi trước khi em mày cũng phải coi là cái ngón kế bên coi cái độ thiếp nó các bạn nhau chưa. Rồi tới bên đây các bạn thấy em mày đi cái cạnh này, em mày đi xuống nè, em mày đánh một vòng cung nè, bên đây em mày đi lại lấy cái vòng cung trước đó, là sau đó em mày mới tô lại cái thiếp. Thì cách sơn cái màu hồng này nó dợt nên phải sơn hai nước, nếu mà đi cái màu đen hai nước nữa thì nó dày lắm các bạn biết. Nhưng mà cái màu đen của em mì nó cover rất là good nên em mì đi một nước thôi. Các bạn thấy rất là dễ không? Cái cọ em mì giả này là em mì dùng cái cọ giả lai nha, em mì lấy cái cọ giả lai để em mì giả phen. Cái keo thì em màu đen em mày cũng lấy vừa đủ thôi nha các bạn, chứ em mày không có lấy là quá nhiều để nó quá dày nó cộm. Đó, các bạn thấy không, mình lấy cái đường chuẩn, còn các bạn muốn có độ cong nó nhiều ít là do mình thôi. Em mày cũng tô cái đầu móng với tô hai bên hông nha. Các bạn thấy em mì đã xong rồi. Bây giờ em mì sẽ cho hơi. Em mì sẽ cho hơi nè. Rồi bên đây cũng vậy. Mình cũng đi như vậy luôn các bạn thấy không? Em mì chia sẻ với các bạn là toàn có những cái mẫu mà không dùng cách làm có sao em mì chia sẻ vậy. Vì khách em mày cũng có nhiều cô không có làm móng dài quá. Nhiều khi có móng dài mà khách nó không có vẽ đó, em mày không có chia sẻ với các bạn những bộ móng dài đó. Các bạn thấy em rất là nhanh dễ luôn, không có mất nhiều thời gian cho mình và không có cần phải dùng cái cọ chấm acetone để mình chùi lại nó các bạn, khi mà mình bắt cái phen nó chuẩn rồi đó. Hồi đó giờ đây em mày làm phen vậy không các bạn, bất cứ trắng đen hay màu gì cũng vậy, em mày không bao giờ mà chùi lại bằng cọ hết. Đó. Các bạn phải biết lựa màu trắng hoặc màu đen để mình giả thiếp. Cái thứ hai là mình phải lấy theo cái lượng nước sơn gọi là vừa đủ thôi nha các bạn. Chứ các bạn lấy nước sơn mà nó đọng nhiều quá nó bị nhăn hết nó dày. Đó, các bạn thấy em mày lấy lượng nước sơn vừa đủ không? Bạn thấy mình muốn bắt là mình ấy, mình sẽ bắt cái lần chuẩn cho fan trước rồi mình mới tô lại sau là mình đã xong. Bạn thấy em cực kỳ đơn giản luôn, màu đen mà mình chùi lại bằng cỏ acetone rồi nó ra nó nhìn nó messy lắm. Giờ đây còn đây một miếng sót và mình phải phủ cho nó bít cái màu hồng hết rồi. Bây giờ em mình sẽ cho hơi tay bên đây vì hai cái màu này là màu keo hết. Rồi cái bước kế tiếp là cô khách này muốn vẽ cái silver line nè các bạn. Rồi em mình sẽ bỏ cái silver line cho cô khách nha. Đó, bạn thấy em mình đi cái silver line đi theo sát cái đường line đen nè, cái kim tuyến đó, các bạn thấy kim tuyến không? Bạn thấy tại vì mình đi cái đường màu đen nó rất là chuẩn, mình đi kim tuyến lại mình cũng không cần phải che lấp cái đường đen của mình. Tại vì nếu các bạn mà vẽ cái đường đen không ngay á, thì khi mình bỏ cái kim tuyến á mình cũng có thể giúp cô vào cái đường đen của mình.
nhưng mà em mày vẽ cái đường đen là nó tương đối rồi đó, là em mày đi cái đường kinh tuyến, các bạn thấy em mày đã xong rồi. Bây giờ bước bên đây cũng vậy, mình cũng đi cái đường kinh tuyến nữa. Các bạn biết ngày xưa mình làm nail á thì màu người ta hay xịt Elbert lắm, nhưng mà bây giờ là toàn là vẽ bằng tay không nha các bạn. Cái tiếng này các bạn cũng lựa đừng quá lỏng hoặc đừng quá đẹp, cho mình vẽ cái lay nữa ra mới đẹp. Ok các bạn, bây giờ lại mì đã hoàn thành xong. Tại cô khách này em mì giá thiếp màu đen, em mì đi đường kinh tuyến đã xong. Cái bước cuối cùng của bộ móng là em mì sẽ bỏ cái thớt khấu lên, là em mì đã hoàn thành xong bộ móng nha các bạn. Đây, bây giờ em mì sẽ bỏ thớt treo lên này. Em mì bỏ thớt treo lên, em mì cho hơi 60 giây là em mì đã xong. Hôm nay em mì chia sẻ với các bạn cái mẫu cũng cực kỳ đơn giản mà nó thông dụng trong tiệm nail ha. Dạ, giá thiếp thì khách nó cũng thường hay giả lắm. Bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mì nha các bạn, và không có bỏ lỡ những cái video mới của em mì. Em mì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.